Yeah, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay mẹ thằng nhóc này nó sẽ có với mình. Thằng này tên gì đấy? Ê, đừng có đánh thằng này. Tên gì giới thiệu em mẹ? Em tên là... Đây em tên là Vũ Bướm nhá. Vũ Bướm. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi mẹ Titanic và đây là thằng người yêu của mẹ. À, đây là thằng bạn trai của mình. Mình là người yêu đây bạn là trai. Đây là mình là dâu của thằng này Jack. Đấy. Và mình ok, bấm gái đọc luật à. Đây anh đọc luật cho. Anh giỏi tiếng Anh đọc đấy. Anh mẹ thần con mẹ đồng tiếng Anh rồi, có biết gì đâu. À, một là chơi ở survival ấy, và chơi có thể chơi ở tất cả độ khó. À, đừng có mà phá block ở trên cái tàu Titanic và chờ mang nó trở đi đâu hết. Và không cheat. Không cheat và hãy làm theo những follow gì đấy. Đi theo những cái con đường gì á, theo những cái mà nó chỉ dẫn đấy. Ở đây là nước là cái băng. Nước ở đây từ băng đấy. Và nếu như mày mà hoàn thành thì cái nhiệm vụ nó cũng xong. Là có nghĩa là xin xin ở đây là đây có nút rồi. Đấy. Mát lỗi à? Mát lỗi rồi. Thằng sửa map đâu rồi? Mẹ thằng sửa map. Bấm nút hai nút trên đây xem nào. Đâu? Lỗi anh Vũ ơi. Địt. Mẹ con chó này. Con chó này bây mình chết rồi. Thằng vào. Vãi. Ủa thôi bây mình bị. Đây đây, vẫn có cả redstone các thứ mà. Mình ấn đằng sau được không? Lỗi rồi. Thế giờ vào lại à? Lỗi rồi. Sao ấn không được? Cái thằng làm map ngu đấy. Map ngu vãi. Giờ mày vào lại đi, giờ mày vào lại thành. Vào lại xem có đứng ở chỗ kia không nhá. Giờ anh tạo mới vào lại nhá. Gọi là map ngu. Mẹ bọn chó map ngu vãi lờ. Ngu vãi. Xong anh TP đấy mày à? 62161. Ngu vãi đái vào map 62161. 62161. Rồi xem mà có đứng ở đúng con tàu. Chết mẹ rồi. Ôi. Thôi, tuyệt vời đấy. Nhớ tọa độ con tàu không? Không. Gọi là map ngu quá. Sao nhớ được. Còn mẹ hàng chó này. Nè. Ui, thằng này làm cũng giỏi phết chứ, chắc nó bị thừa chỗ nào ấy. Đi anh Vũ Vũ. Đâu đâu? Cái chỗ là trong con thuyền mà. Trong con thuyền à? Vậy mình đi lên thôi nhỉ. Đi anh em kiếm đường lên. Nhưng mà tí nó không đúng có chuyện nhiều vỡ thuyền bị chết đuối này. Nhỉ. Khắm vãi. Mẹ. Không cái này 1.7.10 mà anh em chơi 1.7.2 mẹ. Đúng rồi. Đâu thằng này. Vãi. Vào thử 1.10 đi.